Liên quan tới vụ xe tải vướng dây, thông tin nhiều trụ điện gãy nhưng hệ thống dây điện vẫn còn nguyên. Chiều ngày 17 tháng 4, ông Nguyễn Song Toàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thủ Đức cho biết, trụ điện này nằm ngay ngã ba giữa đường 19 và một hẻm nhỏ. Bản thân trụ chịu lực tải của dây điện, dây thông tin chạy dọc tuyến đường 19 và thêm tải cho dây thông tin vào hẻm. Lúc xe tải va chạm với đường dây thông tin, tạo lực va rất mạnh khiến trụ bị kéo gãy. Tuy nhiên, do đường dây thông tin dọc tuyến giữ lại nên trụ điện không ngã hẳn xuống đất, nhờ đó đường dây điện không bị đứt. Trước đó vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 16 tháng 4, tại khu vực đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, xảy ra sự cố trụ điện bị gãy gây chập điện, làm gián đoạn cung cấp điện cho người dân. Người dân chứng kiến cho biết có thấy một xe tải vướng vào dây thông tin gắn trên trụ điện và làm ngã trụ điện. Quá trình khắc phục sự cố buộc phải cô lập nhánh rẽ trung thế khu vực đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, dẫn đến gián đoạn cung cấp điện cho các hộ dân trong khu vực. Công ty Điện lực Thủ Đức đã huy động phương tiện, nhân lực khắc phục sự cố và tái lập điện cho các hộ dân trong khu vực nêu trên vào tối cùng ngày. Hiện công ty đang tiếp tục phối hợp địa phương truy tìm xe tải gây ra sự cố.